Chào mừng cả nhà mình đã trở lại video tiếp theo trên kênh Già Làng Tây Nguyên nhé. Chào cả nhà nhé. Chào cả nhà. Và bây giờ thì hiện tại là đang đầu tháng 3 cả nhà. Và tại Tây Nguyên thì có những nhà thơ, những nhạc sĩ họ đã viết về Tây Nguyên những ca khúc rất là hay và những bài thơ rất là tuyệt vời. Tháng 3 mùa con ong đi lấy mật, mùa con voi xuống sông hút nước, mùa em đi phất rẫy làm nương, anh vào rừng đặt bẫy cài trong. Và tại thời điểm tháng 3 thì những cây thân gỗ như cây cà phê, cây cao su và những cây các loại cây trong rừng nó đều ra hoa hết cả nhà, hoa rất là nhiều mật. Và cũng thời điểm này thì mùa hoa cà phê rất là ngào ngạt, hương thơm rất là ngào ngạt, một cái không khí rất là ấm áp và rất là yên bình cả nhà. Để trải nghiệm được những cái không gian này thì chỉ có đầu tháng 3 mới có thôi mọi người ơi. Hy vọng mọi người đến Tây Nguyên thì sẽ thưởng thức những cái hương thơm cà phê cũng như là những cái thời tiết nó se lạnh tại Tây Nguyên nhé. Và tại mùa này thì những con ong cũng đã đi hút mật cả nhà, nó cũng đã làm ra những giọt mật. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với mọi người là mình sẽ đi lấy mật ong nhé. Và những ngày hôm trước thì vợ của anh Tám thì đi bẻ cái đót đây cả nhà. Đây, cái đót, đây là cái đót đây. Đây, từ từ lấy cái gì nó có sách mất cái trứng rồi nha cả nhà ơi. Ông thì chờ tí nhá, để bẻ đót lại. Đót này nó nở bông ra hết rồi. Thì trên Tây Nguyên thì đến mùa đót thì mọi người cũng sẽ đi lấy những cái đót này về nhá. Về họ sẽ cân ký, một ký được mấy nghìn anh nhỉ? 3.000, 4.000 nhỉ? 4.000. 4.000 một ký cả nhà. 4.000 một ký tươi á. Xong rồi khi mà bán cho những thương lái họ thu mua về thì họ sẽ phơi khô ra và những người thợ làm chổi á, thì họ sẽ dệt lên những cái chổi để bán đi khắp mọi nơi nhé. Thường thường người ta hay nói là chổi đót đó cả nhà, là cây đót, đây là cây đót đây cả nhà. Và chị vợ của anh Tám thì cũng đã đi bứt cây này về bán để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Thì cũng may mắn là vô tình chị phát hiện được một cái tổ ong rất là to. Chị về nói với anh em mình thì hôm nay quyết định là anh em mình sẽ trở lại chỗ này nhé, để lấy ong nhé. Lúc sáng nay thì trong thời gian chuẩn bị thì anh em mình cũng đã đi tới chỗ và mình cũng đã chuẩn bị một cây đuốc. Cây đuốc này nhìn ở ngoài thì cái vỏ của nó thì là những cây tươi. Cây tươi thì nó sẽ tạo ra khói nhé. Còn trong ruột thì những cây khô. Cây khô trong ruột này thì nó sẽ cháy lên và cây tươi nó sẽ làm ra khói cả nhà. Nên là mình đốt con ong thì mình sẽ cần khói rất là nhiều để cho con ong nó say nó bỏ đi thì mình mới lấy mật của nó nhé. Không thì nó cắn cũng mệt lắm đấy cả nhà. Và hôm nay thì mình có thêm một cái bộ đồ là bảo hộ bắt ong nữa cả nhà. Đợt trước kia thì bắt liều thôi, nhưng mà hôm nay thì mình phải giữ cái thân thể đẹp trai của mình để cho nó đỡ sưng mặt lên đấy. Là mình phải dùng cái bộ đồ bảo hộ đấy chứ, cho nó đảm bảo an toàn nhé cả nhà. Và đây là những cái máy quay và những góc quay để mà tí nữa thì mình sẽ đặt nhiều góc để cho mọi người có thể là xem được chi tiết về cái cảnh bắt ong này. Cổ ong này thì nó nằm gần thôi cả nhà ơi, nó nằm ở thấp ở dưới đất thôi. Còn có những ổ thì nó nằm ở trên cao, rất là cao. Có một cây to kia thì phải nói là một cây thì phải có đến 15 cái ổ ong. Nhưng mà nó rất là cao nên là mình không thể nào mà lấy được nó nhá. Cây to lắm cả nhà. Cả nhà nhìn tí nữa nhìn thấy bộ đồ là nhận ra mình ngay nhá, chứ không thì nó khác người lắm. Giống như người bay lên sao Hỏa đấy mọi người ơi. Anh Tám bỏ quần áo vô giúp em với. Kiếm những mật ong này thì cũng rất là vất vả mọi người. Hôm nay thì ong nó cắn cho thì cũng bị sưng hết người. Bù lại giúp em ấy, mặt đây. Hôm nay thì mấy anh em mình có dự tính là chuyển hướng sang một đi khu rừng xa để mà ngủ lại rừng cả nhà. Nên là em Hoàng đã
ở nhà đi sắm sửa những cái đồ dụng cần thiết nhé. Rồi Huy tắt máy ra đi Huy, để đưa tới gần để đặt chân máy luôn nhé. Con kêu vào trong người rồi. Mình hơi ướt, mình có cháy. Con vô cắn rồi. Kinh khủng, nó cắn để lại đít luôn nè. Ua sợ ơi. Kinh cái mũi đít nó dài thật đấy. Cắn lủng luôn cả cái bảo hộ luôn mà. Cũng may là ổ này nó nằm ở dưới cạn nên là mình dễ lấy nhá. Ôi à, mặt đầy luôn mọi người ơi. Ui à, mặt đầy luôn kìa mọi người ơi. Cái nó xây khói rồi. Ui à, mặt đảo quá. Đấy, ra hết khói, ra hết ong rồi đó. Cho nó lên ra hết rồi. Rồi mới vô cắt nhé. Ua, wow, sợ, tôi mặt bên kia kìa. Bên trên kia cả nhà. Đảo quá. Ui, ơi, nó cắn. Ui, đậm đà đấy. Ui, nó bay đầy kìa. Đấy đi con. Cắn xuyên cả cái bảo hộ luôn à.
nhà nhìn xem, ổ ong rất là to luôn, rất là đỡ luôn. Chỉ có mình ở đây thì tự quay tự bắt thôi nhé. Còn Huy thì với là chú Tám thì không có đồ bảo hộ thì bỏ chạy ra ngoài rồi nhé. Xem đây là cái túi mật của nó này cả nhà. Đây này, túi mật của nó này. Còn toàn bộ dưới này là con của nó nhé. Đây, mật của nó nằm ở chỗ đây này. Toàn bộ mật của nó nằm đây hết này. Mật nằm kín hết chỗ đây luôn này. Xem này, cái này là phải được khoảng 3 lít mật đấy. Thì mật nó chỉ có một phần ở trên này thôi cả nhà, ở dưới đây thì không có mật nhé. Điều này, chừng này nói chung là đầu mùa thì chừng này ong là một ổ thì cũng quá là nhiều rồi cả nhà. Chừng này dự tính thì khoảng cỡ 3 lít mật nhé. Và bây giờ hiện tại thì cái mật ong rừng Tây Nguyên thì hiện tại là mình đang có cung cấp cho mọi người nhé. Bắt đầu vào mùa rồi. Thì kể từ hôm nay thì mình sẽ đi lấy mật ong và bán cho mọi người để trải nghiệm sử dụng hương vị mật ong Tây Nguyên, cũng như là hỗ trợ chữa bệnh cho mọi người nhé. Cái này mình uống chung với nghệ đen thì chữa bao tử rất là hiệu quả mọi người. Dự tính của mình thì tầm đây chừng đây khoảng cỡ gần 3 lít mật đấy cả nhà. Nhìn vậy thôi chứ sách nặng tay triệu nặng luôn. Rồi bây giờ thì anh em mình sẽ kết thúc video ở đây nhé. Và lịch trình ngày mai thì anh em mình sẽ đi vào trong rừng sâu để tìm những cái thuốc khác nhé. Gặp ổ ong thì mình cũng sẽ lấy luôn nhé mọi người. Xin chào tạm biệt mọi người nhé. Chào cả nhà nhé. Tạm biệt mọi người. Rất là vui luôn.